Hello anh em nhé, clip mình quay vào hôm nay là thứ tư ngày 5 tháng 10 quay cho anh em một con chim bổi AV bẫy đấu nuôi 2 năm trong AV rồi nhé. Mới tách ra khỏi lồng được khoảng mấy ngày thôi. Con này nó rất là dữ, ở trong AV nó là đầu đàn đấy. Bác chủ của dùng nó bẫy đưa vào trong AV là bẫy được nó. Con chim này là bộ cao dài, lông mỏng, dáng rất đẹp nhé, lưng cộng đẹp. Con chim này nuôi cũng được 2 năm rồi nên tách ra nó cũng khá là thuần. Nết con chim rất là dữ anh em nhé. Chim chưa căng đâu, như nó không sợ con nào mà kè vào sục đánh nha. Anh em nào hợp nhãn thì inbox em liên hệ về chăm tiếp nhé. Đấy anh em xem, con phải đấy là bác chủ hàng xóm là mua chim mồi cà phê cứng 3 triệu mà kè vào con nào sợ. Mới bẫy được lồng được mấy hôm đấy, mới sập lồng mấy hôm mà bây giờ kè vào phải